Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Chung chết vì phản đối kế hoạch tấn công đồng tâm. Dân mạng hôm nay đã lùm xùm với tin đồn nhân vật sắp phải thay Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Trong khi đó, các báo đồng loạt đưa tin về việc ông Nguyễn Đức Chung có đơn xin tại ngoại để chữa bệnh ung thư, nhưng các báo không nói rõ ung thư gì. Một bản tin khác rất đặc biệt liên quan đến vụ án đồng tâm và quan điểm phản đối của ông Nguyễn Đức Chung về bản kế hoạch bí mật 419A đẫm máu Công an Hà Nội đã đưa ra nhằm tấn công vào lúc nửa đêm vào làng Đồng Tâm. Đây là hình ảnh Bộ Công an khám xét nhà riêng và công bố lệnh bắt giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội vào tối ngày 28 tháng 8 năm 2020. Thông tin này dường như trái ngược với thông tin được công bố trong phiên tòa rằng kế hoạch tối mật 419A của Công an Hà Nội đã được cả Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Công an phê duyệt trước khi tiến hành. Theo nguồn tin này, thì người phản đối kế hoạch tấn công Đồng Tâm chính là Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, với quan điểm mà ông đưa ra là dân Đồng Tâm không phải là kẻ địch. Nhưng cuối cùng thì vụ tấn công vẫn tiến hành, dẫn đến kết cục là 4 cái chết như chúng ta đã biết, và nay Đảng còn muốn giết thêm 2 người con cụ Lê Đình Kình và thêm hàng trăm năm tù cho rất nhiều người dân của làng Đồng Tâm như bản án đã tuyên vào hôm 14 tháng 9 năm 2020. Nguồn tin này chính là do Đại tá Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo Petro Time. Với các thông tin trước đó, dường như ông Nguyễn Như Phong có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 35.000 người theo dõi, Đại tá Nguyễn Như Phong đã viết như sau: "Hai sự thật về Nguyễn Đức Chung. Thú thật là tôi cũng định đi im vì sự vi phạm quy định tiết lộ bí mật sức khỏe. Nhưng nay báo chí đã nói và luật sư cũng đã công bố nên tôi muốn nói kỹ hơn cho mọi người cùng hiểu. Sự thật thứ nhất là Nguyễn Đức Chung bị ung thư trực tràng. Vào giữa năm 2016, sau khi đi Pháp xử lý cắt đoạn trực tràng bị ung thư giai đoạn đầu, chính Chung đã khoe với tôi, may mà em phát hiện ra sớm, bác sĩ khuyên cắt, thế là em cắt bén. Nhưng bây giờ phải sống chung với thuốc, ít nhất là 5 năm. Sau này, thấy Chung vẫn một tuần đi chơi tennis một buổi, rượu uống rất ít và vẫn làm việc quần quật, thì tôi tin sức khỏe của Chung đã ổn. Hôm trước, khi Chung bị bắt, lúc gặp nhau, tôi có hỏi chuyện căn bệnh ung thư, Chung có bảo, bây giờ tạm ổn, nhưng không đủ thuốc là không được. Nghe nói từ khi Chung vào trại giam, được kiểm tra sức khỏe và điều kiện nơi giam giữ đảm bảo. Tuy nhiên, việc đưa thuốc vào là rất khó khăn, bởi lẽ ai dám đảm bảo độ an toàn của thuốc. Việc đưa thuốc vào trại cho người bị giam giữ là phải có đơn của bác sĩ đủ thẩm quyền, và các loại thuốc đưa vào phải được kiểm tra, giám định. Và sự thật thứ hai là trong vụ tấn công vào Đồng Tâm, chính Nguyễn Đức Chung là người không đồng ý với kế hoạch của Công an Hà Nội. Sở dĩ tôi dám khẳng định điều này là vì ngay sau khi có chuyện 3 cán bộ công an hy sinh, tôi có gọi điện cho hỏi Chung tại sao lại để anh em hy sinh thế. Chung nói ngay, kế hoạch đó trong cuộc họp duyệt vào ngày 7 tháng 1, em không đồng ý. Quan điểm của em là dân Đồng Tâm không phải là kẻ địch và mang quân tấn công vào làng là cực kỳ nguy hiểm. Không đúng với quan điểm chủ trương xử lý điểm nóng của Đảng. Em còn cẩn thận ghi vào góc bản kế hoạch là tôi không đồng ý với kế hoạch này. Nhà báo Nguyễn Như Phong nói tiếp, tôi rất ngạc nhiên khi nghe Chung nói vậy. Sau này đã có lần hỏi lại, tại sao lãnh đạo thành phố không đồng ý mà Công an Hà Nội vẫn làm, thì Chung chỉ lắc đầu. Chuyện lằng nhằng lắm, mà thôi, anh biết làm gì, tổ bạc tóc. Đó là toàn câu chuyện mà Đại tá Nguyễn Như Phong đã liều mạng công khai trên trang Facebook cá nhân của mình. Như phần mở đầu, ông cũng nói rằng sợ vi phạm vào quy định gần đây do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký tuyên bố rằng thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao là tối mật. Nếu như thông tin này là đúng thì dường như cuộc tấn công vào làng Đồng Tâm đã có quan điểm bất đồng trước khi tiến hành. Tuy nhiên, cuộc tấn công vẫn thực hiện và nơi ông Nguyễn Đức Chung có thẩm quyền với vai trò một đương kim chủ tịch thành phố Hà Nội khi đó không thể ngăn chặn được. Và làng Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội đương nhiên nằm trong quyền quyết định cao nhất của ông Nguyễn Đức Chung xét trên các văn bản pháp luật chính thức đang có hiệu lực. Vậy thì ai đã cấp quyền của Nguyễn Đức Chung để ra tay giữa đêm khuya trong một não trạng xem dân là kẻ địch, để rồi kết cục xảy ra tàn ác, man dợ đến độ đỉnh cao, khiến cho mọi lương tri con người đều trở nên căm phẫn. Đây là hình ảnh cuộc đột kích quy mô lúc nửa đêm vào làng Đồng Tâm của 3.000 cảnh sát đặc nhiệm cùng chó nghiệp vụ. Một thông tin đáng chú ý khác do các luật sư đưa ra trong đơn kiến nghị ghi ngày 3 tháng 9 gửi đến hội đồng xét xử để xác định rằng ông Lê Đình Kình không thể chống trả bằng lựu đạn như các cáo trạng, bởi lẽ
kể từ sau khi bị đánh gãy chân vào năm 2017, cụ Kình chủ yếu ngồi xe lăn do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng. Như vậy, có thể nói, hành động tặng xe lăn cho cụ Kình của ông Nguyễn Đức Chung sau khi nhóm côn đồ nhà nước lừa cụ ra cánh đồng xanh rồi đánh gãy chân cụ, sau đó còn đòi truy tố cụ vì tội hình sự. Tất cả những hành động ấy không đồng quan điểm với ông Nguyễn Đức Chung. Hay ít ra, việc tặng xe lăn cho ông cụ Lê Đình Kình là một hành động nhân văn rất đáng ghi nhận của ông Nguyễn Đức Chung. Một nguồn tin riêng của tờ Thời báo.de là một đảng viên Đảng Cộng sản từ Hà Nội mới đây cũng lý giải về cái bẫy nhử của phía công an Hà Nội đã răng ra để bắt Nguyễn Đức Chung như thế nào. Tuy không có điều kiện kiểm chứng những bí ẩn lắt léo trong cuộc chơi nội chính và đấu đá quyền lực trong chính quyền, nhưng chúng tôi vẫn đưa ra đây để quý vị bạn đọc cùng tham khảo. Hôm qua, tướng Tô Ân Sô, tức là người có họ hàng với Bộ trưởng Tô Lâm, đã cho biết thêm chi tiết về Nguyễn Đức Chung trong 3 vụ án: vụ tài liệu mật, vụ Nhật Cường và vụ chất tẩy rửa hồ dioxit 3C. Đáng chú ý, trong thông báo của ông Tô Ân Sô thì trong 2 vụ Nhật Cường và vụ dioxit 3C, Nguyễn Đức Chung chỉ có một phần trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm của Nguyễn Đức Chung ở 2 vụ này là rất khiêm tốn, không như những gì tướng Nguyễn Duy Ngọc từng tung tài liệu cho báo chí nhằm tạo dư luận bôi xấu ông Chung. Về việc ông Chung bị cáo buộc là lấy cắp tài liệu mật thì có một tình tiết rất quan trọng về một nhân vật là Phạm Quang Dũng, cán bộ của phòng C03 của Bộ Công an Việt Nam, người đã bị bắt về tội ăn cắp tài liệu vụ Nhật Cường và lại là cậu của tướng Nguyễn Duy Ngọc. Đây là chuyện rất không bình thường và dư luận đang tập trung vào chi tiết này, đồng thời đặt ra tình huống như sau. Phạm Quang Dũng của ông chú tên là Phạm Văn Đệ đang cầu cạnh Nguyễn Đức Chung xin duyệt cho mấy dự án bất động sản nhưng chưa được Chung đồng ý. Đây là hình ảnh nhân viên thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị bắt trước đó, bao gồm Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng. Và để làm thân với Trung, Đệ đã sai cháu là Dũng lấy tài liệu. Và khi Dũng đang chụp trộm tài liệu thì bị phát hiện và báo với tướng Ngọc. Tướng Ngọc đã khống chế cậu Dũng và bắt Dũng phải làm theo yêu cầu của Ngọc thì sẽ được giảm tội. Và Dũng đã gài bẫy cả Trung cùng với Nguyễn Anh Ngọc, thư ký của Trung. Nguyễn Đức Trung thì vì cả tin cho rằng Dũng là cậu của tướng Ngọc nên yên tâm tin vào Ngọc. Và thế là cá đã cắn câu. Nguyễn Đức Trung cũng chết là vì vậy. Và trong nghề công an, cách làm này được gọi là câu giữ. Đó là câu chuyện được cung cấp bởi một người là đảng viên Đảng Cộng sản, hiện nay đang ở Hà Nội, một nguồn tin riêng cấp cho Thời báo. Ở một góc nhìn khác, nhà báo Phan Thế Hải đã đưa ra lý giải lý do ông Nguyễn Đức Chung sau khi giải tỏa nút thắt Đồng Tâm vào năm 2017, được lòng dân nhưng đã khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng bực tức. Trong bài viết mang tựa đề Chung con, sự phù du của quyền lực với nội dung như sau. Vào tháng 4 năm 2017, vụ việc Đồng Tâm được đẩy lên cao trào khi dân chúng bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất của dân giao cho doanh nghiệp, quân đội đem bán. Người dân đã nổi dậy bắt giữ 38 cảnh sát làm con tin. Trước sự cương quyết tử thủ của người dân và do sức ép của dư luận cùng lãnh đạo cấp trên, vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, đích thân Nguyễn Đức Chung đã phải xuống gặp gỡ dân Đồng Tâm và cam kết không truy tố những người tham gia vào cuộc nổi dậy. Tin vào sự thánh thiện của Chung, người dân Đồng Tâm đã thả hết các con tin và cuộc khủng hoảng kết thúc tốt đẹp. Nguyễn Đức Chung lúc ấy đã được báo chí tung hô lên mây và là biểu tượng của việc quan chức đối thoại với dân thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Trong một buổi tiếp xúc với cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đích thân khen cách giải quyết của Chung trong vụ việc này. Đây là hình ảnh bản cam kết rõ ràng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khiến dân Đồng Tâm tin tưởng và thả 19 con tin, tất cả đều lành lặn và khỏe mạnh. Nội dung bản cam kết của Nguyễn Đức Chung bao gồm có 3 vấn đề. Thứ nhất là sẽ làm rõ đất Đồng Xanh có phải là đất quốc phòng hay không. Thứ hai là không truy ký trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Thứ ba là sẽ làm rõ trách nhiệm của những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, lúc đó trú ở thôn Hoành. Và việc Nguyễn Đức Chung được chào đón như người hùng đã khiến cụ Tổng giận tím mặt. Bởi vì từ thời cụ làm bí thư Thành ủy Hà Nội cho tới giờ, chưa bao giờ cụ Tổng được người dân chào đón như thế. Nay Nguyễn Đức Chung mới chân ướt chân ráo lên lãnh đạo thành phố mà đã được tung hô nức lòng khiến Thượng Đế cũng phải ghen tị. Biết cụ Tổng nổi giận, Chung nhũn như chi chi. Ở xứ ta muốn ung dung bước lên con đường quan lộ rộng thênh thang đều phải để ý quan sát xem cụ Tổng nghĩ gì để nói theo ý cụ. Nhiều vị đang thất sủng ngồi chơi xây nước nếu đoán được ý cụ Tổng sắp nói để tung hô chuyện thăng tiến nhẹ như lông hồng. Thế mới có chuyện bí thư Thành ủy Thái Bình chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhậm chức phó ban tuyên giáo mới có lời vàng ngọc như sau.
người đứng đầu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng và dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành đất nước, nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy. Và điểm nữa là Nguyễn Đức Chung cũng đam mê quyền lực và quyết tâm thực hiện quyền lực mà quên mất rằng đạo của người quân tử có 5 chữ nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Đầu tháng 7 năm 2017, tức là gần 3 tháng sau vụ việc ở Đồng Tâm, chính quyền Hà Nội đã trở mặt và kết luận người dân Đồng Tâm có tội, đồng thời sẽ truy tố những người đứng đầu cuộc nổi dậy. Chung đã hứa với dân giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Chung không giữ nổi lời hứa đó. Trong một cuộc làm việc với Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng cơ chế đặc thù tăng phân cấp, phân quyền cho thủ đô diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2017, Nguyễn Đức Chung không được phép có mặt mặc dù lãnh đạo Hà Nội có đầy đủ các thành phần tham dự. Đó là tín hiệu cho thấy chừng nào Chung tiếp tục là người hùng trong mắt người dân thì Chung sẽ trở thành địch thủ của cả Bộ Chính trị lẫn phần còn lại của lãnh đạo Hà Nội. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội vào năm 2017. Sau cuộc họp trên, Chung run sợ thực sự và cuống cuồng giải quyết vụ việc theo cách đổ tội cho dân Đồng Tâm và rồi loay hoay mãi cho đến giờ vẫn chưa ra khỏi cuộc khủng hoảng mang tên Đồng Tâm. Một vị tướng là đàn anh của Nguyễn Đức Chung cũng nhận xét, Chung quá say mê quyền lực, hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực, thì ngày mai Chung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới. Sự đam mê này tất yếu dẫn đến thâu tóm mọi quyền lực và chỉ trong tay của mình. Điều này là tối kỵ và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo, luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm. Đó là còn chưa nói tới một sự thật là khi những lợi lộc có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và đôi khi mất trắng chỉ vì sự tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay Chung còn, việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và tham vọng leo cao đã tạo ra một cơn sóng ngầm, những phản kháng kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Nguyễn Đức Chung và người tính toán của Chung. Và vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, tướng Lương Tâm Quang và tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng quê Hưng Yên của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, tướng Lương Tâm Quang được bổ nhiệm là chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an. Trước đó vào tháng 8 năm 2018, tướng Ngọc cũng được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu. Bộ đôi này với Chung còn đã từng là đồng nghiệp với nhau nhưng có vô số chuyện ân oán giang hồ. Sự đồng hành của Chung còn trên thị trường quyền lực đã khiến các đối thủ cũ và mới phải rút gươm ra khỏi vỏ. Nhà báo Phan Thế Hải đã đưa ra kết luận của mình như vậy. Ông Phan Thế Hải hiện đang sống tại Hà Nội. Ông vừa là một doanh nghiệp, đồng thời là một nhà báo lâu năm với chức vụ thư ký tòa soạn của báo Vietnamnet. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020 với bản tin Nguyễn Đức Chung chết vì phản đối kế hoạch tấn công Đồng Tâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de